Chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người tới với một buổi talk vô cùng activation của mình dành cho những người phụ nữ muốn sống cuộc đời đáng sống nhất. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ ý nghĩa với mình. Ý nghĩa không phải là bởi vì hôm nay là ngày đầu tháng hay cái gì, mà thực sự mình cảm nhận được là bản thân mình muốn nói cho cả thế giới biết về những cái điều lớn hơn mà mình muốn mang lại cho cuộc sống này. Và trước khi mà chúng ta đến với cái nội dung chính thì ở đây nếu bạn đang lắng nghe cái bản thu âm này, chắc chắn là bạn muốn sống một cuộc sống đáng sống nhất đúng không ạ? Bạn thay vì chạy trốn ra khỏi những cái vấn đề, bạn nhận ra được là thay vì chạy trốn ra khỏi những cái vấn đề, chúng ta hãy chạy tới với những cái design, chúng ta hãy chạy tới với những cái điều tuyệt vời hơn, chúng ta hãy chạy tới với những cái điều lớn lao hơn ngoài kia, bởi vì cái đấy chính là cái điều tiếp theo mà chúng ta muốn có. Nếu mà có, bạn để lại có ở bên dưới đúng không ạ? Bạn muốn chạy tới với design, bạn muốn sống một cái cuộc sống rực rỡ hơn, bạn muốn sống một cuộc sống thực sự đáng để sống nhất. Và mình có một cái điều này, không biết là mình nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng mình sẽ bắt đầu từ một cái bài viết này mình đã chuẩn bị từ mấy hôm nay rồi, team mình viết, bởi vì các bạn sẽ đăng bài. Ngày hôm mình sẽ đọc cho các bạn, mình sẽ đọc cho các bạn cái bài viết này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không học một cái gì cả, chúng ta sẽ ở đây lắng nghe từ đầu đến cuối để được activated với cái desire lớn nhất của mình. Đừng bỏ lỡ một giây phút nào ở đây, bởi vì cái activations nó đến từ năng lượng. Và khi mà bạn đi theo cái dòng chảy năng lượng này, bạn sẽ được activate với cái desire lớn nhất của bạn. Và hãy ngồi và nhìn cái điều tiếp theo diễn ra trong cuộc sống của bạn, nó sẽ cực kỳ kỳ diệu. Mình sẽ đọc nhé. Ngày hôm nay mình muốn tuyên bố với thế giới rằng mình muốn nhiều hơn, mình khát khao nhiều hơn và mình sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Mình đã từng rất là xấu hổ và mình rất là ngần ngại khi tuyên bố như vậy, bởi vì mình nghĩ là không ai chấp nhận được việc một người phụ nữ nói rằng tôi muốn nhiều hơn. Không ai ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta chấp nhận được một điều và cho phép một người phụ nữ nói là tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn nhiều hơn những gì tôi đang có. Tôi muốn nhiều hơn những gì anh có thể chu cấp cho tôi. Tôi muốn nhiều hơn những gì cuộc sống đang có hiện tại. Cuộc sống của chúng ta quá tuyệt vời rồi, và chúng ta muốn nhiều hơn như vậy. Và đâu đó ở trong cái cộng đồng hoặc là đâu đó trong xã hội của chúng ta, cái việc dám nói là tôi muốn nhiều hơn luôn luôn bị ashamed, luôn luôn bị gạt đi, luôn luôn bị kiềm chế lại. Đối với chúng ta, những người phụ nữ chưa bao giờ có quyền được nói, có quyền được claim cái vị trí nhiều hơn đấy. Và đồng thời tôi cũng rất là ngại khi chia sẻ điều này, bởi vì tôi lo sợ sẽ gây ra những cái sự hiểu nhầm trong cộng đồng của tôi, bởi vì đâu đó trước đây tôi đã từng trải nghiệm một điều, đó là mỗi khi tôi nói tôi muốn nhiều hơn, tôi nói tôi có được nhiều hơn, tôi nói tôi sẽ kiếm được những dòng tiền nhiều hơn, rất là nhiều người đã bị trigger với tôi. Nhưng tôi nhận ra một điều, đấy là nếu mà tôi không dám nói lên sự thật ngày hôm nay thì mọi người sẽ luôn luôn có một cái nhìn sai về chính bản thân tôi. Chính vì vậy hôm nay tôi, Mai Vũ, tôi muốn nói lên một sự thật, đấy là trong trái tim tôi có một ngọn lửa khao khát. Từ những ngày đầu tiên, there's a fire within me since day one that pushed me forward until this moment. Trong trái tim tôi có một ngọn lửa khao khát từ những ngày đầu tiên đã thúc đẩy tôi tiến với nhiều điều hơn nữa và thúc đẩy tôi kiến tạo được rất là nhiều điều kỳ diệu trong cái business, trong cái cuộc sống của tôi. Tôi đã kiến tạo trong vòng 2 năm làm business rất là nhiều milestone mà thực sự nhiều người coach ở trên thế giới ngoài kia họ không thể nào làm được điều đấy. Kể cả họ giỏi tiếng Anh đến đâu, kể cả họ giỏi bất kỳ kỹ năng bán hàng đến đâu, họ cũng không thể làm được điều đấy. Và tôi đã có được rất là nhiều kỳ diệu đến từ cái business của tôi. Và tôi đã kiến tạo một cái cuộc sống nó overflow với rất là nhiều thứ. Và chắc chắn là bạn đang ở đây, bạn cũng đã có một cuộc sống khá là bình an, bình ổn. Bạn đã có một cái công việc bình ổn, bạn có một cái gia đình rất là hạnh phúc, bạn có một cái gọi là một cái mặt nào đấy trong xã hội của bạn, bạn đã có một cái cuộc sống rất là bình an rồi. Bạn đã có một cuộc sống gọi là trên cái standard rồi. Nhưng mà đâu đó trong trái tim của bạn, trong trái tim của tôi biết được là chúng ta muốn nhiều hơn như thế nữa. Có nhiều hơn những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống. Tôi muốn nhiều hơn tình yêu, tôi muốn nhiều hơn sự hạnh phúc, tôi muốn có nhiều hơn nụ cười, tôi muốn có nhiều hơn tiền bạc, tôi muốn có nhiều hơn sự thành công, tôi muốn làm nhiều hơn những khóa học. Bởi vì thực ra mình rất là, cái business system của mình
làm cái điều gì đấy mà nếu mà bạn đi học trên thế giới, bạn sẽ nói ô tại sao lại vừa nói về tính nữ, lại vừa nói về success, lại vừa nói về về manifestation, lại vừa nói về cả business. Nhưng bởi vì mình là như vậy, mình là người hiểu tường tận tất cả thứ đấy và mình muốn nói về tất cả những điều đấy. Mình muốn nhiều hơn không phải là mình tham lam hay mình cần điều đấy, bởi vì cái business của mình, cái cuộc sống của mình nó đã quá dư thừa rồi. Mình ăn một ngày đâu có nhiều, mình ăn không nhiều, mình cũng không có nhu cầu mua mua đồ hiệu, không có nhu cầu shopping hay gì cả. Cuộc sống và business của mình đã đi đến một cái giai đoạn mà mình đã được thực sự hòa vào cái dòng chảy của overflowing và abundance. Mình không cần phải launch thêm bất kỳ khóa học nào, mình cũng không cần phải sản xuất thêm bất kỳ một cái điều gì nữa cả. Mọi nền tảng cơ bản của mình đều đã được định hình sẵn và mình cũng không cần bật thêm bất kỳ cái điều gì để củng cố hay là validate giá trị bản thân của chính mình. Thực sự là như vậy. Nhưng thực sự cái điều mà I want more nó đến từ ngọn lửa khao khát trong trái tim mình. Mình biết được là cái impact mà mình có thể mang đến cho cái thế giới này ấy, cái người tiếp theo mình có thể chạm vào, cái người tiếp theo có thể thay đổi cuộc sống từ những cái kiến thức của mình ấy, nó thực sự rộng hơn là những gì đang có ở đây. Và bạn cũng cũng mong muốn điều đấy đúng không ạ? Thế mất thôi. Tính activate mà cuối cùng lại đi kiểu khóc. Không plan cho chuyện này thế nào. Nhưng mà I want more không đến từ việc bạn tham lam hay bạn là người thiếu thốn, mà I want more nó đến từ việc bạn biết được bạn xứng đáng trở thành người tốt hơn. Bạn khao khát trở thành một người mẹ tốt hơn, bạn khao khát trở thành một người chị tốt hơn, bạn khao khát trở thành một người mentor, một người coach tốt hơn chính bạn ở tại thời điểm hiện tại. Bạn khao khát nhiều hơn bởi vì bạn đang có rất nhiều thứ để chia sẻ và cho đi. Bạn khao khát nhiều hơn là bởi vì bạn biết thế giới ngoài kia nó vô cùng rộng lớn và bạn muốn đến với nhiều thứ hơn là chỉ cái nơi chật hẹp bạn đang sống. Bạn có thể đang là một cô gái sống trong vùng an toàn, bạn không chịu bất cứ áp lực tài chính nào. Bạn cũng có thể là một business đang chật vật hoặc là business của bạn cũng đang hoạt động ổn định. Mọi thứ đang vận hành tốt. Nhưng mỗi ngày trôi qua với bạn, nếu bạn cảm thấy tẻ nhạt, nếu bạn cảm thấy không kết nối được với những gì bạn đang làm, thì bạn đã và đang sống nhỏ hơn những gì bạn thực sự xứng đáng. Hãy quay lại vào bên trong và kiểm tra lại xem bạn có đang settling mọi thứ thấp hơn những gì bạn thực sự khao khát hay không. Vì nếu có bất cứ lý do nào đang kéo bạn lại, ngăn cản bạn được đến với cái bigger life đấy, mình mong rằng cái bài viết này, mình mong rằng cái buổi talk này sẽ truyền lại cảm hứng đến với bạn. Phụ nữ chúng ta có thể có được nhiều hơn. Chúng ta có thể có cái lan tỏa ảnh, cái tầm lan tỏa nhiều hơn. Chúng ta có thể có nhiều thành công hơn. Không phải là có thể có, chúng ta xứng đáng với điều đấy. Bởi vì chúng ta muốn trở thành người phụ nữ tốt hơn. Không phải là bởi vì chúng ta không giá trị, mà chúng ta biết được là ngoài kia có một cái version tốt hơn của bạn, bạn muốn tiến tới. Bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, bạn muốn thành công hơn, bạn muốn có thêm khoảng thời gian chất lượng hơn với những người bạn đang yêu thương, bạn muốn sử dụng đồng tiền bởi vì nó là sự tự do để bạn lựa chọn, chứ không phải là bạn phải phụ thuộc và lệ thuộc vào bất kỳ điều gì và bất kỳ hoàn cảnh nào để cân nhắc xem sử dụng cái đồng tiền này như thế nào. Bạn muốn làm một cái khóa học là bởi vì bạn yêu thích cái topic đấy và bạn muốn tự do làm cái điều đấy, chứ không phải là để bạn make sales. Bạn muốn có được bất kỳ cái giá trị nào viết quyển sách đấy hoặc nói cái điều đấy là bởi vì cái trái tim của bạn khao khát truyền đạt cái điều đấy tới với nhiều người hơn và nhìn thấy được cái sự thay đổi của họ nhiều hơn, bởi vì cái đấy là cái điều khiến trái tim bạn rung động. Phụ nữ ạ, chúng ta có thể có nhiều hơn. Nhưng chúng ta đầu tiên, điều đầu tiên, hãy ghi xuống, tôi cần phải chấp nhận được tôi, trái tim của tôi khao khát sống lớn hơn cuộc sống bây giờ. Hãy đi xuống, bởi vì trong xã hội này rất khó để một ai đó chấp nhận được điều này. Rất khó. Mình có thể nói cho bạn biết là mình đã đi trước rất nhiều người ở đây, hàng chục, hàng trăm bước. Và mình đi qua từng cái mảng tối mà các bạn chưa bao giờ trải qua đâu. Come with any success, there is a space behind it mà không ai biết cả. Thế nên là hãy chấp nhận được điều đầu tiên trong trái tim bạn. Bạn muốn nhiều hơn.
chỉ là một người coach, bạn muốn nhiều hơn chỉ là một businesswoman, bạn muốn nhiều hơn chỉ là một photographer, bạn muốn nhiều hơn chỉ là một cô gái đi làm công ăn lương. Và hãy chấp nhận được điều đấy. Và hãy chấp nhận được việc là có thể bạn sẽ khiến những người đàn ông xung quanh bạn bỏ chạy. Có thể bạn sẽ trigger những người xung quanh bạn. Nhưng một khi bạn không từ bỏ cái desire của bạn là bạn đã không từ bỏ chính mình. Có thể ai đó sẽ từ bỏ bạn bởi vì bạn dám nói là bạn muốn nhiều hơn. Bạn dám nói là tôi xứng đáng có được cái nhiều, có được cái cuộc sống nhiều hơn. Nhưng nếu mà bạn không từ bỏ chính bạn thì bạn vẫn đang ở trong cái hành trình này, bạn sẽ luôn luôn đi đến được cái đích của bạn. Hãy chấp nhận được là cái cuộc sống nhiều hơn đấy nó không chỉ là nhiều tiền hơn, hay nó không chỉ là một nhiều danh vọng hơn, hay không chỉ là nhiều ảnh hưởng, tầm ảnh hưởng lớn hơn. Ngày hôm trước mình đi một cái Buddhist retreat ở bên này, tức là đi tu đấy, đúng không ạ? Đi tu ăn chay niệm Phật và mình nhịn ăn trong 2 tuần. Và dĩ nhiên là những cái nơi như vậy thì chỉ có các bác lớn tuổi hoặc là những cái hoặc là những người local và rất là exclusive. Mình không nghĩ là ai phải đến mình ở đấy cả. Và vô hình chung trong cái bữa ăn đầu tiên đấy, có một bạn nói là bạn là Mai Vũ đúng không? Mình nghe podcast của bạn hơn 1 năm nay rồi. Mình bảo wow. Mình còn không biết được, tại vì ở bên ngoài nếu mà bạn gặp mình là một cô gái có cái sức sống phi thường, nhưng mình rất là bình thường. Mình không cần phải đao to búa lớn, không phải diêm dúa để làm gì cả. Và mình rất là hạnh phúc khi nghe cái điều đấy, bởi vì cái cuộc sống lớn hơn của mình ấy, nó không phải là bởi vì mình có cái xe đẹp hơn, mình xây ở cái nhà to hơn, hay là mình có được cái điều kiện tốt hơn, mà là bởi vì cái tầm ảnh hưởng của mình nó sẽ được lan tỏa tới nhiều người hơn. Và cái này nó nên ở cái core của cái việc muốn có nhiều hơn của bạn, bởi vì cái core đấy nó đừng nên bị ảnh hưởng bởi tiền bạc, đừng nên bị ảnh hưởng bởi danh vọng hoặc bất kỳ cái điều gì khác cả. Bởi vì tiền bạc, danh vọng hay là audience, cộng đồng ấy, họ đến và họ đi, thực sự là như vậy, nó đến và nó đi. Và giống như cái hơi thở ấy, hơi thở vào, hơi thở ra, nó sẽ đến và nó đi, và mọi thứ rất là vô thường. Nhưng nếu mà bạn luôn luôn được driven bởi một cái bigger desire, bởi vì bạn biết được cái cuộc sống bạn xứng đáng, lan tỏa cái điều rộng hơn ấy, bạn chấp nhận được việc đấy, bạn sẽ đến được một cái cuộc sống của chính bạn tiếp theo. Hãy ghi xuống, ngày hôm nay tôi thực sự desire điều gì. Có thể là hét to nó lên. Tôi, Mai Vũ, muốn một cuộc sống lớn hơn. Tôi, tên của bạn, muốn một cuộc sống lớn hơn. Và cuộc sống đó là cái gì? Hãy ghi xuống, hãy đóng khung nó, hãy declare nó với cả thế giới bằng cách nói to lên với chính mình, nói to với cái trái tim của mình. Bởi vì mình biết rất nhiều người, họ cảm nhận được là tôi biết là tôi muốn có nhiều hơn, nhưng tôi toàn bị giới hạn với những cái câu chuyện, với những cái niềm tin ở những người xung quanh của tôi. Và mình luôn luôn nhắc bản thân mình một câu, nếu mà cái người xung quanh của bạn đưa ra một lời khuyên, và nếu mà cái cách sống của họ không phải là cái cách sống bạn muốn sống, thì đừng bao giờ nhận cái lời khuyên đấy, và đừng bao giờ mua cái niềm tin đấy của họ vào người mình cả. Được không ạ? Và đấy là cái điều đầu tiên, cái bước đầu tiên, hãy chấp nhận được là tôi có một cái desire lớn hơn, và tôi sẽ đi ra khỏi vùng an toàn của tôi để đến được điều đấy. Đấy là cái yếu tố cần thiết điều đầu tiên để sống cuộc đời đáng sống. Cái điều thứ hai nữa là vì sao cái bigger life lại cho ta cuộc đời nhiều hơn chỉ là tiền bạc hay thành công? Bởi vì khi mà bạn sống, bạn phát triển nhiều hơn, bạn là cái người tiếp theo tốt hơn á, bạn sẽ luôn luôn là một người mẹ tốt hơn. Với những cái kiến thức mình có bây giờ, mình thực sự không cần phải học rất là nhiều những khóa học về dạy làm cha mẹ. Mình thực sự biết cái cách đối xử với con mình khi con mình có tantrum. Mình hiểu được là các bạn ấy cần cái gì, vì mình đã healing cái inner child của mình quá lâu rồi. Mình biết được các bạn ấy cần cái security như thế nào, bởi vì mình hiểu được cái cách làm việc của bộ não, cái cách làm việc của cơ thể, phản ứng tự vệ như thế nào mỗi khi cái nỗi sợ tới. Mình có thể dạy con mình, bản thân con mình có những cái skill rất là khác. Khi bạn là một cái người tốt hơn, tất cả mọi thứ xung quanh của bạn cũng sẽ tốt hơn. Chắc chắn là như vậy. Không chỉ là bạn có nhiều tiền hơn đâu, mà là cái chất lượng cuộc sống của bạn sẽ có tốt hơn rất là nhiều. Bạn sẽ ở tại với con mình một cách center nhất, một cách grounding nhất. Bạn sẽ kết nối được với cái điều đang diễn ra xung quanh của bạn. Bạn sẽ thẩm thấu được cái sự ý nghĩa của cuộc sống của bạn rất là khác. Bạn sẽ chạm vào được cái dòng chảy của wisdom một cách cực kỳ khác. Bạn cũng sẽ không bao giờ phải lo lắng được điều tiếp theo sẽ đến là gì, bởi vì bạn biết bạn tự chủ bản thân mình, bạn tự chủ thế giới bên trong mình, và bạn biết được là tất cả những thứ bên ngoài nó sẽ thuộc vào trong lòng bàn tay của bạn, và bạn làm được cái điều đấy.
nó rất khác với cái việc bạn biết một cái kiến thức về luật hấp dẫn, hoặc bạn biết một cái kiến thức về về quantum leap. Nó khác với việc bạn biết một kiến thức và bạn là cái kiến thức đấy, và bạn trở thành cái kiến thức đấy, và bạn không còn e ngại bất kỳ cái thử thách nào bên ngoài nữa, đúng không ạ? Đã có ai ở đây đến cái level đấy chưa? Bởi vì mình đang sống trong cái trạng thái đấy, và mình biết được là còn rất là nhiều những cái trạng thái tiếp theo để sống còn tuyệt vời hơn nữa. Và bigger life ở đây không phải là bởi vì bạn cần hay bạn thiếu, mà bởi vì bạn thực sự xứng đáng là một người tốt hơn, bạn thực sự xứng đáng là một người mẹ tốt hơn, bạn thực sự xứng đáng người chồng của bạn xứng đáng có một người vợ tốt hơn, con của bạn xứng đáng có một người mẹ tốt hơn, bố mẹ bạn có xứng đáng có một người con gái tốt hơn, độc lập hơn, client của bạn xứng đáng có một người mentor, một người coach tốt hơn, tất cả những khách hàng của bạn xứng đáng có một người business partner tuyệt vời hơn. Và đấy đấy là vì sao chúng ta cần phải có một cái bigger life. Và để đến được cái bigger life đấy thì có bước đầu tiên là chấp nhận tôi muốn nhiều hơn. Bước thứ hai, hãy bắt đầu ăn mừng, celebrate tất cả những gì bạn đang có và celebrate tất cả những gì đang tới. Và thực sự là mọi người hay nghĩ là à tôi muốn nhiều hơn, nó không thể, bạn không thể đến với nhiều hơn nếu bạn ở trong trạng thái lack được. You cannot step into more if you are in lack. Nếu mà bạn in lack thì nghĩa là bạn cần cái điều tiếp theo để bạn cảm thấy fulfill, nhưng đây không phải là như vậy. Nó là hai thứ hoàn toàn rất khác nhau. Bạn có bạn cảm thấy được cái sự khác nhau này không ạ? Nếu mà có thì để lại có bên dưới. Nó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Một, bạn muốn cái điều tiếp theo để bù lấp cho cái sự, cái khoảng trống ở bên trong, cái sự thiếu thốn, cái cảm giác thiếu thốn ở bên trong. Nó rất khác với việc bạn muốn có nhiều hơn, bởi vì bạn biết bạn xứng đáng với nhiều hơn, bởi vì bạn quá dư thừa rồi. Nhưng bạn xứng đáng với một cái overflow, một cái abundance khác đi. Đấy là cái sự thực sự rất là khác biệt mà mình muốn bạn get it. Hãy celebrate tất cả những gì bạn đang có và celebrate tất cả những gì sắp có tới với cuộc sống của bạn. Và cái điều, cái bước thứ ba để chúng ta đến được với một cái cuộc sống bigger hơn đó, là hãy bắt đầu học cái cách lean into your edges, đúng không ạ? Lean into your edges tức nghĩa là sao? Hãy bắt đầu dám hành động một cách bigger, big move, take big move. Hãy dám làm những cái điều khác với những cái gì bạn thường làm. Và lean into edges tức nghĩa không phải là hàng ngày bạn cần phải mua cái gì đấy to tát hơn, hay là bạn phải làm cái gì đấy significant khác đi, nhưng mà mỗi một ngày hãy thử hỏi bản thân mình là cái edges, cái cách mà mình có thể đón nhận cái này tiếp theo như thế nào. Ví dụ nhá, ví dụ nếu bạn đang quen với việc invest $100-200 một khóa học, hãy bắt đầu thử invest một cái mức độ $400-500. Nếu mà bạn đang quen với việc mua những cái bộ quần áo 500, 600, 700 nghìn, hãy thử một lần đi vào một cửa hiệu mua một bộ quần áo 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Không phải là hàng ngày bạn cần phải làm điều đấy, nhưng hãy thử lean forward cái edges đấy, để cái edges đấy của bạn là cái vòng tròn nó bảo vệ bạn như này này. Và nếu mà mỗi một ngày bạn expand nó một tí, expand nó một tí, thì mỗi một ngày đẹp trời bạn sẽ nhìn thấy bạn ở trong một cái vòng tròn cực kỳ rộng lớn. Và chính vì thế tiền bạc, cơ hội, tình yêu, tất cả mọi thứ khác abundance đấy nhiều hơn, bởi vì bạn có cái space, bạn còn chỗ trống cho nó đi vào. Nếu bây giờ chúng ta cứ khư khư như thế này và chúng ta chỉ có dám hành động ở trong một cái vòng tròn nhỏ như thế này thôi á, thì chúng ta sẽ luôn luôn chỉ có từng đấy thứ, bởi vì cái space ở bên trong chúng ta không có rộng mở để đón thêm cái gì lớn hơn cả. Nên cái này rất là quan trọng, khi mà bạn muốn có một cái điều gì để lớn hơn, hãy practice lean forward to cái edges của bạn. Hãy bắt đầu thử thách bản thân mình làm những cái điều mà nó lớn lao hơn những gì bạn thường làm. Mỗi một ngày một việc thôi, không cần quá nhiều, đúng không ạ? Và hãy dám để cho bản thân mình được công nhận. Hãy dám để cho bản thân được mình được công nhận, và hãy dám để cho bản thân mình đến được cái chỗ ngồi mà bạn xứng đáng. Cái thời gian mà cái business của mình mới bắt đầu á, mình chỉ kiếm được khoảng 1.000-2.000 một tháng, và on and off, mình không có những tháng kiểu $200-300, có là không có đồng tiền nào đi vào trong cái business của mình, nó rất là chật vật. Và mình vẫn nhớ cái ngày đầu năm 2020 đấy, mình cho phép bản thân mình dám nhìn thấy mình ngồi cùng bàn với những six figure coach khác. Thực sự mình không biết làm như thế nào đến lúc đấy. Mình hoàn toàn không biết làm như thế nào đến lúc đấy. Nhưng cái điều duy nhất mình làm đấy là mình cho phép bản thân mình nhìn thấy mình ngồi cùng bàn và mình nhập, gọi là nhập hội đấy, nhập hội chị em Queen Coach đấy, với những người làm business ở cái level đấy. Với cái level six figure đấy với mình không phải là bởi vì mình cần tiền để giải phóng bản thân mình ra khỏi cái điều gì cả, mà là bởi vì khi mình làm six figure coach đấy, chắc chắn mình sẽ hiểu thấu đáo hơn tất cả mọi thứ, chắc chắn mình sẽ dạy
khách hàng của mình ở một cái level cực kỳ khác, và chắc chắn mình sẽ activate họ, mình sẽ giải quyết vấn đề họ ở một cái level rất là khác. Và mình đã làm được như thế. Và đến bây giờ thì bạn yên tâm, ai mà làm việc hoặc là coaching với mình thì cũng sẽ đều nhìn thấy được cái sự thay đổi rất là khác trong cái cách coaching của mình. Có một chị khách hàng đã từng làm việc với mình và bạn đi khoảng một năm không làm việc nữa, và sau đó chị quay lại và chị thốt lên một câu: wow, wow, Mai ạ, cái hệ thống mà em xây dựng và cái cách coaching của em nó chỉ càng ngày càng đi lên mà thôi. Và chị rất là mừng khi mà chị quay lại và làm việc tiếp theo để đến được cái level tiếp theo và thực sự match được với cái level để hiểu được cái kiến thức của em. Thực sự là như vậy. Và ở đây á, cái việc mà bạn join whatever table tiếp theo bạn muốn, cái hội chị em ở đấy bạn muốn nhập hội tiếp theo, cái version đấy của bạn ấy sẽ có được cái điều gì đấy tốt hơn, tuyệt hơn bây giờ của bạn. Đúng không ạ? Thì cái đấy chính là cái mục đích để bạn phát triển, chứ tiền chưa bao giờ là mục đích của bạn để bạn phát triển cả. Và thực sự là mình nhìn thấy được rất là nhiều người ở ngoài kia nhìn thấy bản thân mình cũng muốn có rất là nhiều thứ, nhưng nó phải come back lại là cái gì là cái điều activate bạn, cái gì là cái điều mà thực sự làm cho trái tim bạn dạo dục nhất đó. Bạn phải có cái intuition đấy. Mà cái intuition này nó không dễ dàng để có một chút nào. Mình phải nói thật là mình muốn dạy là làm nào để access intuition, làm nào để bạn biết đâu là tiếng nói của sợ hãi và đâu là tiếng nói của intuition. Nhưng mà cái này nó thực sự case by case, và thực sự nó thuộc về cái practice của cái người phụ nữ đấy. Họ có chạm được vào cái trực giác của họ hàng ngày hay không, và họ có biết được đâu là tiếng nói bản ngã, đâu là tiếng nói của trực giác hay không. Bởi vì rất là nhiều người đã bị đánh lừa và không đi đến những cái hành trình tiếp theo, bởi vì họ đối diện với rất là nhiều sự sợ hãi, đối diện với rất là nhiều resistance ở bên trong mình. Mà resistance nó chỉ cho mình biết được là resistance đó, nó đến từ cái sự kháng cự, nó đến từ bộ não của bạn. Bộ não của bạn nghĩ là à, nếu bạn làm cái điều tiếp theo này, bạn sẽ mang lại rất là nhiều, gọi là bạn sẽ mất đi cơ hội, bạn mang lại những cái thử thách mới, và bộ não bạn không hề mong muốn bạn đi vào những cái thử thách đó. Chỉ là như vậy mà thôi. Và rất nhiều người bị trap ở cái việc đấy là tôi không dám đi ra khỏi vòng tròn an toàn, vì tôi cảm thấy không, tôi thấy nó không đúng với bản thân mình. Không phải không đúng, mà là không đúng với phiên bản hiện tại của bạn mà thôi. Còn với phiên bản tiếp theo nó có đúng hay không, bạn hãy thử check lên mà xem. Đối với bất kỳ cái decision nào lớn trong cuộc đời của mình, mình đều kiểm tra là à, với cái phiên bản tiếp theo của mình, mình có say yes một cách hào hứng với cái này hay không, hay là mình say no. Mình chỉ kiểm tra như thế, chứ mình không bao giờ kiểm tra đến từ cái version này của mình. Bởi vì cái version này của mình đâu đó nó vẫn còn một chút gọi là ăn mày quá khứ, đâu đó nó vẫn còn là một cái tác phẩm của quá khứ ở đây, và cái body remembrance của bạn đó, nó sẽ luôn luôn hướng bạn quay lại về những cái gì bạn đã biết. Thế nên là rất là khó để chúng ta hiểu được đâu là intuition và đâu là resistance, và cái này case by case. Nhưng nếu mà bạn học được cái điều này, bạn chắc chắn sẽ đi rất là xa trên cái hành trình này. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn nói cho bạn biết đấy là chính vì thế tại sao cái giá của tất cả cái lớp học của mình từ đầu năm đến giờ đều tăng. Và mình chia sẻ cái điều này là để cho tất cả những người nào làm coach, tất cả những người nào làm business, họ hiểu vì sao. Đôi khi có những người tăng giá là bởi vì họ muốn bán thêm hoặc họ muốn cần thêm tiền. Đôi khi có những người tăng giá là bởi vì họ có những cái demand khác đi và họ prioritize những điều khác đi. Đối với mình thực sự mong muốn tất cả những cái khóa học của mình, tất cả những cái điều mà bạn tham gia ấy, nó là một cái piece of investment, nó là một cái symbolic của cái sự thay đổi. Nó là một cái phần hành trình của sự thay đổi. Và đối với tất cả những người ở đây, nếu mà bạn vẫn chưa dám hỏi, ask for a bigger price tag for yourself, nếu mà bạn ở đây và bạn biết được là bạn xứng đáng với những cái dòng tiền cao hơn, bạn chưa dám cho phép bản thân mình nói ra cái giá trị của thật của mình ấy, thì mình muốn khuyên bạn một câu đấy là high price á, nó không phải là bạn chỉ muốn làm việc với người có tiền, hay là bạn có rất là nhiều người có tiền nhưng không value được cái giá trị của công việc này, không value được những cái điều này, và họ không bao giờ invest. Và đấy là chuyện đương nhiên, đúng không? Một người chỉ invest khi họ nhìn thấy được cái giá trị của cái điều tiếp theo mà họ đang tiến tới. Nhưng mà cái high price ở đây á, là nó dành cho những người, là nó dành cho những người phụ nữ dám tiến tới, dám đi theo, dám make a big move, dám đi ra khỏi vòng an toàn của họ. Và mỗi một cái investment đấy nó là một cái biểu tượng tượng trưng để activate họ ở một cái level rất là khác. Những người đi học become the one của mình ở cái price point hiện tại nó rất khác với những người đi học become the one ở cái level price point trước đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái cách bạn ấy nhìn
cái sản phẩm ấy bây giờ rất là khác, và bạn sẽ học nó một cái tư thế khác, bạn ấy commit với nó một cái tư thế khác, và bạn sẽ nhìn thấy kết quả cực kỳ khác. Mỗi một cái pricing ấy, nó là một cái biểu tượng của một cái activation cho cái level tiếp theo mà bạn đi tới mà thôi. Và đấy là cái điều mà mình muốn bạn thực sự thấu hiểu được vì sao lại là những cái price point như vậy, và vì sao tại sao bạn vẫn chưa dám bản để bản thân mình có được cái giá trị đấy, là bởi vì bạn vẫn chưa nhìn thấy được sự thật là cái pricing nó chỉ là như vậy mà thôi. Khi có một cái này rất là mind blowing, khi mà mình phát hiện ra là những cái người mà có thể afford cái price point lớn hơn đấy, không phải là họ có nhiều tiền hơn đâu, chưa chắc họ đã dư giả hơn rất nhiều người đấy, chưa chắc đâu nhá, nhưng mà bởi vì họ trân trọng những cái điều gì mà họ đang tiến tới. Pricing nó là cái sự exchange giá và service. Khi mà bạn chấp nhận được giá trị của bạn ấy, bạn sẽ chấp nhận được giá trị của người khác. Cái câu này cực kỳ quan trọng. Khi bạn chấp nhận giá trị của bạn, bạn sẽ chấp nhận giá trị của người khác. Khi bạn chấp nhận được giá trị của bạn và chấp nhận được giá trị của người khác, thì cái việc exchange đồng tiền, nó chỉ là năng lượng, nó chỉ là việc có một ai đó cũng trân trọng cái giá trị bạn đưa ra và họ muốn exchange cái điều đấy với bạn. Và khi mà bạn invest vào bản thân mình, nó cũng chỉ là một cái transaction là tôi nhìn thấy cái giá trị đấy và tôi muốn activate được cái level đấy và tôi muốn được activate như vậy. Và bạn exchange nó. Nó đơn giản, nó khi mà bạn có thể nhìn thấy được pricing hay là những cái payment nó ở là cái trạng thái như vậy, cho dù bạn đang làm nghề gì đi chăng nữa, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều mỗi khi bạn dám đưa ra cái giá trị của bản thân mình, và bạn sẽ luôn thu hút về phía bạn những cái người thực sự trân trọng cái giá trị bạn kiến tạo. Và đây là cái buổi talk nói về những cái điều gì, những cái yếu tố gì để sống cuộc đời đáng sống. Và đây là Mai Vũ và mình chắc là từ đầu năm rồi, đây là lần đầu tiên mình dám nói một cách verbalize, một cách public nhất về việc tôi muốn sống một cuộc sống đáng 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 sống hơn. Tôi sẽ làm được nhiều thứ hơn. Tôi sẽ làm được nhiều thứ hơn. Tôi sẽ có được nhiều thứ hơn. Và tôi muốn ở đây để giúp đỡ những người phụ nữ biết được là họ muốn đi trên một cái con đường thanh thang nhất, muốn đi trên một cái con đường mà rực rỡ nhất, tiến với những cái phiên bản của họ. Và chính vì thế mình có cái Life Mastery Collective Bundle. Life Mastery Collective Bundle thực sự là một cái, nó đến từ một cái khoảnh khắc mình nhận ra được là oh my gosh, trên thị trường này có quá nhiều loại kiến thức, quá nhiều dạng kiến thức, nhưng tất cả mọi kiến thức này nó cũng chỉ là tương đồng, nó cũng chỉ là một hệ thống mà thôi, nhưng chỉ là người ta nói theo những cái cách khác nhau, mirror work, thiền gương, rồi nói những điều yêu thương với bản thân mình. Nó là một hết, self-talk, nó là một hết. Nhưng mà chỉ là người ta marketing nó ở những cái tên mà bạn nghĩ là bạn thích thôi. Nó quá là, nó hơi bị hào nhoáng quá. Và Life Mastery Collective là cái nơi mà ai đã đến đây và biết được là họ muốn có nhiều hơn, họ muốn học một cách tường tận nhất, họ muốn hiểu sâu một cách hệ thống nhất, và họ biết được là họ vibe với mình. Cái này rất quan trọng, họ biết họ vibe với mình, họ biết là họ vibe với cái cách tư duy của mình, họ biết họ vibe với cái cách suy nghĩ của mình, họ biết được là cái hệ thống mình đưa ra, hệ thống sống phi nỗ lực, hệ thống thành công phi nỗ lực đấy là cái con đường họ muốn đi theo. Và để kiến tạo cho chính bản thân họ, đừng bao giờ copy ai cả, nhưng hãy học, hãy nhìn thấy một người coach và hãy nhìn thấy được là mình muốn embody gì ở cái người coach đấy để mình mang lại cho bản thân mình cái sự ta phát triển tiếp theo. Hãy nhìn vào cái điều đấy, và nếu mà bạn cảm thấy được là cái cách sống của cô ấy, cái cách làm business của cô ấy, cái cách cô ấy viết, cái cách cô ấy nói, cái cách cô ấy đưa ra những cái kiến thức, nó vẫn là những cái điều mà tôi thực sự mong muốn embody, thì hãy cứ tiếp tục follow và tiếp tục học những cái gì cô ấy đưa ra. Đấy là cái con đường mình đi nhanh nhất. Hôm nọ ở trong Dream một bạn hỏi mình, Mai, chị Mai tại sao chị có thể đi rất nhanh trên cái hành trình này và đi những cái bước rất là kiểu ngoạn mục trên cái hành trình này, là bởi vì mình luôn luôn embody, và mình luôn luôn embody những cái người mà mình muốn sống và muốn có những cái cuộc sống và business giống như cái cách họ kiến tạo, giống thôi nhá, chứ không phải là copy họ. Đừng cố gắng trở thành một ai đó cả. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Đừng cố gắng trở thành một ai đó, mà hãy luôn luôn nhìn thấy cái con đường thành công của mình nó sẽ đi như thế nào. Ngày hôm nay mình nói cái điều này ra, nó dành cho mình là chủ yếu. Thực sự là mọi người ạ, nó hơi ích kỷ là như vậy. Nó dành cho mình là chủ yếu. Mình cảm thấy yêu thương bản thân mình rất là nhiều sau khi mình nói được cái điều này ra. Bởi vì mình nghĩ là đâu đó ngoài kia có rất nhiều người hiểu sai về mình. Đâu đó ngoài kia sẽ có rất là nhiều người hiểu sai về bạn khi bạn dám đưa ra cái giá đấy. Khi bạn dám nói là bạn muốn nhiều hơn. Khi bạn dám làm nhiều hơn là một thứ. Khi bạn dám vừa vẽ tranh, vừa chụp ảnh, vừa làm coach, vừa làm tất cả những thứ đấy. Bởi vì bạn là chính cái điều đấy. Sẽ có những người bị trigger với bạn. Nhưng mà tự chung lại bạn sẽ cần
luôn luôn là người đứng đằng sau backup chính bản thân mình chính hay chính này mà thôi. Và khi bạn nhận ra được cái điều đấy, mọi thứ trở nên liberation, mọi thứ trở nên tự do vô cùng. Và bạn sẽ luôn luôn để cho bản thân mình đi được trên cái hành trình thoáng nhất và rộng nhất trên tới với cái cuộc sống tiếp theo của bạn. Like Mastery Collective của mình ấy, thực sự là một cái hệ thống grow trong vòng một năm. Mình cho bạn tất cả những cái toolkit mà bạn cần. Và mình luôn luôn là một cái người mentor như thế này này. Mình nghĩ như thế này. Mình luôn tư duy là à, cái điều gì nó giúp cho mình đến được đây, và làm như là mình giúp cho cái người khách hàng tiếp theo của mình đến được đấy nhanh hơn, đến được đấy ít pain nhất, đến được đấy với một cái cách thức mà nó đơn giản nhất và nó hiệu quả nhất. Mình luôn luôn nghĩ như vậy. Rồi sau đó mình nghĩ thêm là à, mình đi học rất là nhiều thứ và mình nhìn thấy là à, mỗi một cái thứ đấy nó đều có một cái khoảng trống nhất định, làm nào để mình bridge được những cái khoảng trống đấy và mang lại cái chất kết dính đấy cho. Tại sao lại có những cái strategy nó không hiệu quả, tại sao lại có những lúc mà nó lại là intuition nó hiệu quả. Khách hàng của mình tuần vừa rồi có được 9.000 đô. Không hề launching, không hề làm strategy gì cả. Nó chỉ là một cái activation ở bên trong cô ấy mà thôi. Và đâu đó bạn không cần thêm bất kỳ cái công cụ gì, mà thực sự là bạn cần phải hiểu được chính bản thân mình và cái gì vibe với mình nhiều nhất. Và mình luôn luôn là một người mentor chứ không phải coach nữa rồi. Nhìn thấy được là à, bước này bạn đang ở đây, bước tiếp theo bạn sẽ đến đâu, bước tiếp theo bạn sẽ cần cái gì. Mình đi rất xa rồi mọi người, mình đi thực sự rất xa rồi. Đôi khi mình cảm thấy mình đi xa quá mà còn rất là nhiều người không hiểu được mình đang làm cái gì. Nhưng mà nếu mà as long as, nếu mà bạn vẫn cứ tham gia những cái buổi talk như này, bạn vẫn cứ nghe những cái điều mình nói, chắc chắn cái tâm hồn của bạn sẽ được expand rất là nhiều với mình. Chỉ vì bạn đang ở đây và có cái buổi nói chuyện này với mình ý, cái conversation này, cái buổi nói chuyện này nó sẽ expand tâm hồn của bạn, nó sẽ giúp cho bạn đi tới với cái milestone tiếp theo nhanh hơn rất là nhiều. Cái năng lượng hoàn toàn miracle. Không phải năng lượng của mình miracle, mà là cái cách thức mà năng lượng nó hoạt động nó thực sự rất là hiệu quả. Và Life Mastery Collective thực sự là cái nơi mà ok, có thể là bạn chưa nghĩ là bạn cần breathwork, có thể là bạn chưa nghĩ là bạn cần thiền buổi sáng và buổi tối. Bạn nào học The Leap xong mới hiểu là ô, thế ra là mình cần học thiền buổi sáng và buổi tối cùng một cách thức, bởi vì cơ thể của mình nó thích những cái gì nó cố định mà, đúng không ạ? Có phải như thế không? Mình đã nhìn sẵn trước là bạn cần cái gì rồi và nó có hết ở trong đấy rồi. Khi nào bạn cần, khi nào bạn lên cái level đấy, bạn sẽ có ngay lập tức cái điều gì bạn cần để bạn học, để bạn thẩm thấu kiến thức. Và thực sự cái cảm giác mà của lúc mà mình cần đấy, xong tự dưng kiến thức nó đến đi, mình học thẩm thấu rất là nhiều, mình chỉ cảm thấy là oh my god, kiểu biết ơn cuộc đời quá, tại sao lại có những người có thể nói được đúng cái điều mình cần lúc đấy, đúng không ạ? Và Life Mastery Collective nó là một năm, không phải một năm, là nó là cả cái năm 2022 này, với những cái package, với những cái khóa học, với những cái điều mình làm, nó để hướng tới những người phụ nữ biết là họ cần nhiều hơn, biết là họ muốn đi tới với một cái cuộc đời đáng sống nhất, và họ muốn có tất cả những công cụ xung quanh của họ để phát triển đến cái level đấy. Nó là những công cụ bên trong, bên ngoài, rituals, những cái công cụ mà còn nhiều hơn cả những cái gì bạn nghĩ là bạn đang cần, được không ạ? Mirror work nó sẽ chỉ hiệu quả đến một lúc nào đấy, tính nữ nó cũng chỉ hiệu quả đến một lúc nào đấy, thiền nó cũng chỉ hiệu quả đến một lúc nào đấy. Đôi khi khi mà bạn bắt đầu rơi vào cái trạng thái bị attack bởi emotions, bạn không thể dùng mindset để thay đổi mọi thứ được. Bạn phải có những cái kiến thức khác về cơ thể, bạn phải có những cái kiến thức khác về chính bản thân mình. Bởi vì mình luôn luôn tìm tòi là ơ, tại sao cái người này lại phát triển nhanh thế, tại sao cái người kia không. Mình luôn luôn hiểu, mình luôn luôn nhìn thấy là ơ, tại sao lại có cái khoảng trống ở đây nhỉ, và mình luôn tìm cách lấp đầy những cái khoảng trống đấy. Mình luôn luôn tìm cách làm như thế nào để mình giúp bạn đi nhanh hơn cho 2-3 bước tiếp theo. Trong cái thế giới của mình, không bao giờ chúng ta đi cầu thang bộ, chúng ta chỉ có đi tên lửa mà thôi, đúng không ạ? Và đấy là Life Mastery Collective. Và thực sự là nhờ cái buổi talk này thì mình không có ý định nói về bất kỳ cái gì, những cái offer mình có. Nhưng thực sự Life Mastery Collective là một cái đứa con tinh thần mà mình nghĩ nếu mà ai muốn sống cuộc đời đang sống, nếu mà ai muốn đi theo cái hệ thống phát triển này, hệ thống phát triển nỗ lực, phi nỗ lực nhất này, thì nên tham gia. Bao gồm The Leap là cái cách học up level effortless nhé, bao gồm Queen Training đang được diễn ra, bao gồm Queen Language, ngôn ngữ nào để kiến tạo tương lai, bao gồm tất cả những cái công cụ cần thiết khác như breathwork, thiền buổi sáng, buổi tối, tất cả những cái công cụ mà bạn chưa biết mà là bạn cần, nhưng bạn sẽ luôn luôn cần ở cái level tiếp theo, nó ở sẵn đấy rồi. Thực sự là như vậy, nó rất là hay. Và team của mình sẽ để link ở bên dưới, bạn có thể đăng ký. Queen Training đang được diễn ra, còn 3 slot cuối cùng để chúng mình kick off trước khi giá quay lại 755 đô. Còn bạn nào đang nghe cái này, bản thu âm này sau này thì chắc là giá quay lại kiểu khác rồi. Và mình hy vọng là bạn sẽ take cái cơ hội này để đi theo trên cái hành trình này.
Và bất kỳ cái điều gì mình cũng muốn nói cái điều cuối cùng tiếp theo nữa là mình sẽ làm rất nhiều thứ khác nhau trong trong thời gian tới. Mình sẽ làm rất nhiều khóa học khác nhau, mình sẽ làm rất nhiều topic khác nhau. Và mình làm không phải là bởi vì mình muốn bán hàng nhiều hơn, mà là bởi vì mình có quá nhiều thứ để mình chia sẻ. Và nếu mà bạn cảm thấy vibe và align với bất kỳ điều gì, hãy tham gia. Nếu bạn chưa cảm thấy align và vibe với bất kỳ điều gì, cứ theo dõi mình, cứ theo dõi và cứ học thôi. Cứ học những cái thứ mình đang đưa ra như thế này. Nhưng không phải là cái gì mình đưa ra cũng phải là cái thứ bạn cần. Và cũng không phải là mình cứ phải ngồi chờ xem bao giờ mình sẵn sàng. Nói chung là nó là một cái khoảnh khắc khi bạn cảm thấy hell yes, hãy move ngay lập tức. Và đấy là cái điều mà mình muốn bạn bắt đầu embody. Bởi vì cái cô gái six figure á, cái điều, cái năng lượng cực kỳ quan trọng để một người phụ nữ bắt đầu kiếm tiền $100,000 á, intuitive decision cực kỳ quan trọng. Rất quan trọng. Mình không bao giờ think twice, không bao giờ nghĩ quá nhiều về một cái quyết định của mình bây giờ. Nếu mà cái cơ thể của mình nó là hell yes, là mình move 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 rất là nhanh, chỉ là như vậy mà thôi. Được không ạ? Và đấy là cái điều mà mình muốn chia sẻ ở đây. Và mình sẽ làm rất nhiều thứ khác nhau, và mình sẽ làm rất nhiều thứ exciting với nhiều bạn, và mình sẽ làm rất nhiều thứ bạn mình không nghĩ, mình không bao giờ nghĩ là mình biết nghĩ cần cái này. Có một điều, nếu mà bạn đến đây rồi, bạn theo dõi đến đây rồi á, thì thực sự mình muốn chỉ cho bạn thấy là có những thứ bạn vào bạn nghe mình nói rồi bạn mới nhận ra, oh my gosh, thì ra là như vậy. Chúng ta luôn luôn bị blind spot vào những vấn đề của chúng ta. Và cái vai trò của Mai ở đây là để chỉ cho bạn thấy những cái điều tiếp theo tuyệt vời hơn bạn có thể kiến tạo được. Chỉ là như vậy thôi, chứ không còn là chỉ cho bạn thấy cái vấn đề của bạn là gì. Mình không có thích chỉ ra vấn đề rồi nhá. Q&A mà bây giờ cứ hỏi vấn đề là mình cũng hơi kiểu mình không biết là trả lời kiểu gì, vì mình quen cái việc nói về next step, mình quen với move forward rồi, mình quen với cái năng lượng move rất là fast đấy rồi. Và chính vì thế á, mình mới đến được đây với một cái quantum milestone như vậy. Để một người phụ nữ độc lập, tự nuôi con, kiếm từng đấy tiền, xây một cái podcast như vậy, có một cái business như thế này, vẫn đang làm với những gì cô ấy đang làm và chống chọi với rất là nhiều thứ ở bên ngoài kia. Team của mình biết rất là nhiều cái giai đoạn rất là khó khăn của mình trong thời gian vừa rồi. Nó không phải là cái điều bình thường, và mình biết được ngoài kia rất nhiều người phụ nữ cũng đang nỗ lực hàng ngày để đến được đấy. Mình biết, mình thấu hiểu vô cùng luôn. Và chúng ta muốn sống một cuộc đời phi thường, chúng ta không thể sống một cuộc đời tầm thường được. Chúng ta muốn đến một cuộc sống phi thường, chúng ta không thể đi theo cái cách bình thường nhất được. Bạn phải đi theo cái cách illogical nhất. Và nếu bạn nhìn thấy những cái kiến thức của mình nó illogical ấy, nhưng nó rất là kiểu wow ấy, bởi vì mình đã tìm ra cái phương án đi illogical nhất tới với cái big milestone của cuộc đời mình. Mình hy vọng là ai muốn đi theo cái con tàu này, muốn nhảy lên cùng với mình thì cứ đi cùng mình. Và mình welcome bạn bất kỳ cái giai đoạn nào. Bạn cảm thấy bạn muốn plug in, hãy plug in. Bạn cảm thấy bạn muốn đi tiếp, hãy đi tiếp. Bạn cảm thấy bạn cần một thời gian cho bản thân mình, cứ cần. Nói chung là chúng ta hãy là những người người tự chủ, đúng không ạ? Và chúng ta quyết định cái gì phù hợp nhất với chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta quyết định yêu ai đó là bởi vì chúng ta cảm thấy cái năng lượng của họ đang chạm vào trái tim của mình, đúng không ạ? Còn nếu mà khi mà chúng ta cảm thấy là cái năng lượng đấy không chạm vào mình thì đừng có ghét họ, được không ạ? Bởi vì nó không xứng đáng như vậy. Mình nói thật đấy. Thế nhá. Và mình hy vọng được là cái buổi talk ngày hôm nay sẽ đánh dấu rất nhiều cái sự trưởng thành, cái sự activation ngoạn mục khác. Và nếu mà bạn đang cảm thấy cái activation này đang được kích hoạt ở bên trong bạn, hãy để lại cảm xúc vào trong nhóm. Mình muốn cộng đồng của mình là một cái nơi chia sẻ nhiều hơn. Và mình rất thích đọc những cái bài của các bạn. Đôi khi mình hơi bận, mình không thể chia sẻ lại ngay. Nhưng mình rất muốn lắng nghe những cái điều gì bạn học được từ mình. Bởi vì từ đó mình lại nhận ra, thì ra bạn ấy vẫn đang còn đang thiếu cái bước này bước kia, và mình sẽ có thêm những cái điều như vậy. Hãy chia sẻ lại trong trong nhóm. Nếu bạn đã học Queen Training rồi, hãy chia sẻ lại những cái điều bạn đã có được tiếp theo. Thực sự nhá, Queen Training đã enroll gần 30 người phụ nữ rồi, và khách hàng của mình là những người rất thích tàu ngầm các bạn ạ. Inbox cho mình thì rất là nhanh và rất là nhiều, tuy nhiên đăng thì không bao giờ. Và mình cảm thấy là kể cả team của mình cũng lại hỏi là chị Mai tại sao lại thế nhỉ, chị cũng bảo là mình không biết được. Nhưng mà nếu bạn yêu thích và bạn có kết quả từ bất kỳ cái khóa nào học nào của mình, hãy chia sẻ lại để cho những người khác nhìn thấy được là thực sự nó hữu ích đến với mình như vậy. Đừng giữ cho bản thân mình như vậy, giữ cho bản thân mình nó cũng không mang lại cho bạn một cái impact lớn hơn được đâu. Chỉ như vậy thôi. Mình cảm ơn tất cả mọi người đây, cảm ơn tất cả tình yêu mọi người đây. Nếu bạn yêu thích cái buổi talk này, bạn yêu thích cái buổi activation này, hãy chia sẻ đó.
hãy chia sẻ cái buổi talk này, hãy tag mời bất kỳ người bạn gái nào bạn biết là sẽ cần. Và lan tỏa giúp mình, season 2 của podcast vừa được wrap up, chúng ta sẽ chuẩn bị có season 3 trong tháng 7, và hãy ủng hộ mình với tất cả những dự án tiếp theo của mình nhé. Và mình cảm ơn rất là nhiều. Và mình muốn chỉ muốn nói một câu, đấy là cheers cho những người phụ nữ biết được là họ xứng đáng sống một cuộc đời rực rỡ hơn. Mua. Chào nha.